nhận định Real Betis với Osasuna 3 giờ ngày 2 tháng 2, vòng 21 vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Phân tích soi kèo Real Betis đấu với Osasuna chính xác. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Vào lúc 3 giờ rạng sáng mai sẽ là trận đấu chốt vòng 21 La Liga giữa Betis và Osasuna. Ở thế đội cửa trên, Betis có nhiều cơ hội để giành 3 điểm, vượt qua bóng chấp nửa trái để thắng kèo châu Á. Betis đang xếp thứ nhì ở La Liga 2020/21 về thành tích kèo châu Á, chỉ kém duy nhất đội đầu bảng xếp hạng Atletico. Giai đoạn này Betis cũng đang đạt phong độ rất cao. Họ đã thắng kèo châu Á toàn bộ 7 trận chính thức gần đây, bất kể ở thế cửa trên 3 trận, cửa dưới 3 hay kèo châu Á 0 giờ 1 phút. Trong 8 trận sân nhà vừa qua ở La Liga khi Betis là đội cửa trên, họ đã thắng kèo châu Á tới 6 lần. Đây là thống kê rất ấn tượng dành cho Betis. Đội không được đánh giá quá cao về chuyên môn ở La Liga trong nhiều năm. Osasuna không hẳn là quá yếu, nhưng họ thường xuyên gục ngã trên sân khách khi gặp các đối thủ không quá mạnh. Osasuna trắng tay và thua kèo châu Á 4/5 trận xa nhà gần nhất tại La Liga khi được chấp từ 1/4 đến 1/2 trái. Thành tích đối đầu cũng hoàn toàn ủng hộ Betis khi thắng kèo châu Á cả 6 lần chạm trán gần nhất, 6/8 trận cuối vòng gần nhất tại La Liga. Các đội cửa trên cũng thắng kèo châu Á, dự đoán 2-0. We'll be right back.